Bộ Công an phối hợp điều tra vụ 4 người Việt tử vong ở Bangkok. Liên quan vụ 4 du khách Việt tử vong ở Bangkok, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo đề nghị của phía Thái Lan. Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại công điện số 69 về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Bangkok, Thái Lan. Công điện nêu ngày 16 tháng 7 tại khách sạn Gian Hai Ad Ezerwon, quận 3 Tham Wan, Bangkok. Cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 người tử vong, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt, nghi do bị nhiễm độc. Hiện các cơ quan chức năng của Thái Lan tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Thái Lan trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao chủ động xử lý, kiến nghị các vấn đề đối ngoại với Thái Lan, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về vụ việc cho báo chí, dư luận bộ công an phối hợp điều tra làm rõ vụ việc theo đề nghị của phía thái lan cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho bộ ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân theo công điện của thủ tướng thủ tướng giao đại sứ việt nam tại thái lan chỉ đạo đại sứ quán theo dõi sát vụ việc kịp thời báo cáo diễn biến điều tra cũng theo chỉ đạo của thủ tướng đại sứ việt nam tại thái lan triển khai công tác bảo hộ công dân thăm hỏi hướng dẫn hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định Ngày 17 tháng 7, tờ Matichon dẫn thông báo của cảnh sát Bangkok cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường tại khách sạn Jan Hai At e và hỏi con gái của một trong những người nạn nhân, cảnh sát nhận định cả 6 người đều bị đầu độc. Cảnh sát Bangkok cũng xác định nghi phạm đã đầu độc và sát hại nhóm người Việt là bà Sơ Jin Trong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Bà Trong đã xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần, lần nhập cảnh gần nhất vào ngày 5 tháng 7. Bà Trong là một trong 6 người chết trong phòng khách sạn kết quả kiểm tra lối ra vào phòng khách sạn của cảnh sát cho thấy không có người ngoài nhóm liên quan cũng theo con gái của một nạn nhân vụ việc có thể liên quan đến việc bà trong có mâu thuẫn nợ nần đối với một trong số nạn nhân còn theo tờ khao sốt một trong những phục vụ khách sạn tiếp xúc với bà trong trước khi vụ việc xảy ra cho biết nghi phạm ở trong phòng một mình khi đồ ăn và nước uống được mang đến thái độ bà trong khi đó rất căng thẳng và ít nói khi nhân viên khách sạn đề nghị pha trà và cà phê bà trong đã từ chối và nói sẽ tự mình làm từ lời khai của các nhân chứng và hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, cảnh sát Bangkok nhận định bà trong là nghi phạm lớn nhất. Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cũng cho biết đã định vị được người Việt thứ bảy liên quan đến vụ việc, được cho đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7.